Kính thưa quý vị, theo nhiều chuyên gia thì việc lạm dụng kháng sinh nó sẽ gây ra cái nguy cơ là làm tăng khả năng nhiễm các bệnh nhiễm trùng nguy hiểm ở người và làm giảm đáng kể hiệu lực của thuốc điều trị đối với những cái căn bệnh nhiễm trùng này. Và có thể nói là cái việc mà lạm dụng kháng sinh nó đã và đang đe dọa tới sức khỏe cũng như là sự phát triển toàn cầu. Vậy làm sao để chúng ta có thể giải quyết được cái tình trạng này đây? Thì tất cả chúng ta sẽ được tìm thấy trong chương trình Talk Show ngày hôm nay với chủ đề đó là chăn nuôi không kháng sinh, giải pháp dinh dưỡng phát triển bền vững cho tương lai. Và để cùng bàn luận về vấn đề này thì ngày hôm nay chúng tôi có mời đến trường quay hai vị khách mời vô cùng đặc biệt. Và Ngọc Mai xin trân trọng giới thiệu Mr. Eric là giám đốc kinh doanh Freemix và phụ gia Việt Nam của công ty trách nhiệm hữu hạn Archer's Daniel Midland Việt Nam. Xin trân trọng kính chào ông Eric. Hello Miss Mai, hello everyone. Bà Ngọc Mai cũng xin trân trọng giới thiệu Mr. Hảo là giám đốc kỹ thuật thương mại Freemix và phụ gia Việt Nam của công ty trách nhiệm hữu hạn Archer's Daniel Midland Việt Nam. Xin trân trọng kính chào ông Hảo. Chào Ngọc Mai và chào quý khán giả. Và Ngọc Mai cũng rất là cảm ơn hai vị khách mời ngày hôm nay đã dành thời gian đến tham gia chương trình Talk Show cùng với Ngọc Mai và quý vị khán giả. Và với câu hỏi đầu tiên thì chắc là Ngọc Mai xin dành cho ông Hảo ạ. Thưa ông, chúng ta không thể phủ nhận rằng cái việc mà phát minh ra kháng sinh trong việc mà quản lý sức khỏe của vật nuôi đó là một cái thành tựu vĩ đại của toàn nhân loại. Tuy nhiên thì ngày nay thì cái việc mà lạm dụng kháng sinh nó đã gây ra cái tình trạng đó là kháng sinh và nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển toàn cầu. Vậy thì với ADM đó là một tập đoàn hàng đầu ở trên thế giới trong lĩnh vực đó là dinh dưỡng vật nuôi thì chúng ta đã có những cái giải pháp gì để giúp cho bà con nông dân làm sao mà mình không sử dụng kháng sinh nhưng mà vẫn đảm bảo cho vật nuôi được phát triển khỏe mạnh ạ? Đối với ADM thì về phương diện kỹ thuật thì chúng ta phải nhìn nhận việc không kháng sinh không phải là một vấn đề dễ dàng và nó phải tới từ hai chiều hướng, một là từ quản lý ở trại và thứ hai là từ những người cung cấp về giải pháp dinh dưỡng. Đối với về mặt phương diện của ADM nói riêng trong việc đóng góp hạn chế sử dụng kháng sinh thì chúng tôi ở Việt Nam có hai cái phương án. Một là chúng tôi sẽ cung cấp cho quý khách hàng mà những cái thức ăn chăn nuôi dạng thành phẩm, hoàn toàn thành phẩm có thể sử dụng trực tiếp ở trong trang trại được sản xuất ở ba nhà máy của ADM. Thứ nhất là ở Đồng Tháp, thứ hai ở Bình Dương và thứ ba ở Hà Nam. Nó trải dài trên cả nước và rất là dễ dàng để chúng ta sử dụng. Đồng thời thì ADM cũng đã thu mua một nhà máy về sản xuất Remix một số chất bổ sung thì có thể giúp cho một số khách hàng có thể chủ động tự tạo nên sản phẩm thức ăn tại trang trại của mình. Đối với việc mà từ ADM thì sẽ có hiện nay Việt Nam đang áp dụng hai sản phẩm để sử dụng trực tiếp trong quá trình giảm cái sử dụng kháng sinh ở trong thức ăn chăn nuôi. Sản phẩm thứ nhất là sản phẩm BSAF. Đây là một sản phẩm có công nghệ trao đổi ion để kết hợp một đồng dạng vi lượng kết hợp với gel lai tạo thành một cái phức hợp cực kỳ nhỏ có thể phân tán rất đều trong đường ruột của vật nuôi và giúp có thể tiêu diệt những cái vi sinh vật có hại. Còn sản phẩm thứ hai là một sản phẩm có thể gọi là sản phẩm quan trọng nhất của ADM, đó là dòng sản phẩm Extract. Extract là một dòng sản phẩm chiết xuất từ thực vật. Tuy nhiên thì ADM có thể tự hào cho thấy là ADM là một công ty hàng đầu, những công ty đầu tiên sản xuất dòng sản phẩm này. Và với công nghệ ISO Fusion Technology thì chúng tôi sẽ đảm bảo là tất cả các hạt trong sản phẩm đều có một thành phần như nhau trong từng hạt của sản phẩm. Đó là một công nghệ chúng tôi đã có patent toàn bộ ở châu Âu. Đồng thời cũng có một điều rất là quan trọng, đó là văn phòng của ADM châu Á được đặt ở Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh, tại 65 Lê Lợi. Thì ở đây tất cả những chuyên gia hàng đầu của châu Á và cả thế giới thường xuyên có mặt ở văn phòng này. Nên đó là một cái ưu thế rất là lớn của ADM để có thể giúp ích được khách hàng trong quá trình tư vấn, tìm hiểu và đưa ra một giải pháp thực sự phù hợp. Rất là cảm ơn ông Hảo đã chia sẻ rất là cụ thể về những dòng sản phẩm mà ADM đang mang lại cũng như là những công nghệ vô cùng tiên tiến mà các giải pháp của ADM đang được ứng dụng. Và chúng ta có thể thấy rằng là các giải pháp thay thế kháng sinh ở trong chăn nuôi của ADM đã và đang mang lại rất là nhiều những cái giá trị tích cực cho ngành chăn nuôi. Tuy nhiên thì cái câu hỏi đặt ra là làm sao để cho chúng ta có thể thay đổi thói quen của người nông dân từ cái việc là sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi và tiếp cận với một phương pháp chăn nuôi mới không dùng kháng sinh là một điều không hề dễ dàng. Thì không biết là ADM đã có những giải pháp gì cho cái tình trạng này? Thì câu hỏi này Ngọc Mai xin được mời ông Eric sẽ trả lời giúp cho Ngọc Mai và quý vị khán giả. So this is where in ADM, chúng tôi hỗ trợ sức khỏe và phúc lợi động vật bằng các giải pháp dinh dưỡng đúng đắn, phù hợp với nhu cầu của từng loài. Chúng tôi có các chuyên gia có thể hỗ trợ người chăn nuôi trong quá trình chuyển đổi này. Chúng tôi tiến hành thử nghiệm thương mại để chứng minh hiệu quả của sản phẩm,
thay thế chất kích thích tăng trưởng kháng sinh AGP, mang đến cho khách hàng các dịch vụ giá trị gia tăng như tư vấn công thức và dinh dưỡng để hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang không sử dụng AGP, kiểm soát trang trại và tư vấn về các biện pháp an toàn sinh học, phân tích trong phòng thí nghiệm, nước uống, phân tích nguyên liệu thô, các buổi đào tạo. Ngoài ra, chúng tôi còn thiết kế và sản xuất các loại premix phù hợp nhằm giảm sử dụng kháng sinh. Dạ vâng, cảm ơn ông Rick đã đưa ra những giải pháp rất là thực tế và hữu hiệu để tiếp cận với người nông dân. Và kính thưa quý vị khán giả, để giúp cho quý vị khán giả có thể hiểu hơn nữa về giải pháp dinh dưỡng trong chăn nuôi mà không cần dùng kháng sinh của ADM, thì xin mời quý vị khán giả cùng đến với một đoạn phóng sự ngắn ngay sau đây. ADM là tập đoàn hàng đầu thế giới về dinh dưỡng vật nuôi, cung cấp nguyên liệu, axit amin, phụ gia, công thức premix theo yêu cầu và thức ăn hoàn chỉnh cho thị trường chăn nuôi, thủy sản và thú cưng. Với hơn 110 cơ sở sản xuất trên toàn thế giới, cùng năng lực nghiên cứu và phát triển vượt trội, nhóm ngành dinh dưỡng vật nuôi của tập đoàn ADM cung cấp các giải pháp sáng tạo, riêng lẻ để hỗ trợ nhu cầu tăng trưởng của khách hàng và tối ưu việc tạo ra giá trị cũng như sự khác biệt cho khách hàng, đồng thời tăng cường vấn đề an toàn thực phẩm và sức khỏe vật nuôi. Với việc mua lại nhà máy Premix Golden Farm vào năm 2021, ADM gia nhập thị trường Premix tại Việt Nam và hiện đang khẳng định vị thế là nhà cung cấp giải pháp Premix và dinh dưỡng hàng đầu trên khắp Việt Nam và châu Á. Nhà máy của chúng tôi nằm tại khu công nghiệp Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, được đưa vào hoạt động từ năm 2019 với công suất 12.000 tấn năm. Sản phẩm chủ yếu của chúng tôi là Premix và phụ gia cho ngành thức ăn chăn nuôi và thủy sản. Với dây chuyền sản xuất tự động của nhà cung cấp đến từ châu Âu, chúng tôi đã sử dụng cái hệ thống quản lý barcode kết hợp với ERP để kiểm soát chất lượng nguyên liệu chặt chẽ từ khâu nhập nguyên liệu vào kho, lưu trữ, đưa qua sản xuất và thành phẩm giao đến khách hàng. Ngoài việc đem đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng, chúng tôi cũng cam kết thực hiện các quy định về môi trường. Bên cạnh Golden Farm, nhà máy hiện đại sản xuất Premix và phụ gia thức ăn chăn nuôi, ADM còn sở hữu nhiều nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi cho vật nuôi và thủy sản trên cả nước. Nhà máy ADM Bình Dương là một trong những nhà máy đầu tiên của ADM tại Việt Nam. Với năng lực sản xuất là khoảng 15.000 tấn đối với thức ăn gia súc một tháng và thức ăn thủy sản là khoảng 6.000 tấn một tháng. ADM rất là chú trọng đến vấn đề an toàn và sức khỏe của người lao động, cho nên là trong thời gian qua ADM đã đầu tư rất là nhiều thiết bị, công cụ dụng cụ cũng như các cái trang bị bảo hộ lao động. Về chất lượng, về môi trường thì tất cả đều được ADM là chú tâm, cho nên là ADM cũng đầu tư lò hơi và ga sử dụng trong quá trình mà sấy sản phẩm. Về quy trình sản xuất thì ADM đầu tư đến thời điểm hiện tại là khoảng 70% là tự động, còn lại khoảng 30% là vẫn là bán tự động. Về sản phẩm thì ADM bán ở thị trường nội địa là chủ yếu, nhưng vẫn có những cái thị trường xuất khẩu như là Campuchia, Philippines, Indonesia và Uganda. Hiện tại các sản phẩm chủ lực của ADM tại Việt Nam nói chung và ADM Bình Dương thì có thức ăn, tất cả các sản phẩm dành cho vật nuôi như là dành cho heo, bò, gà, vịt. Thức ăn cho thủy sản thì các loại cá, tôm và thức ăn cho thú cưng. Tại ADM, chúng tôi sử dụng kháng sinh trên thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản và thú cưng, luôn tuân thủ theo quy định của pháp luật Việt Nam. Chúng tôi đã đưa vào sử dụng hai sản phẩm chuyên biệt nhằm mục đích hạn chế sử dụng kháng sinh và định hướng tới việc ngưng sử dụng kháng sinh năm 2025. BSAP là sản phẩm nhằm kiểm soát quá trình hoạt động của vi sinh vật có hại trong đường ruột. S-Truck là sản phẩm thảo dược nhằm tăng cường đề kháng cho vật nuôi. BSAP và S-Truck là giải pháp mà thay thế bền vững cho ADM nói riêng và cho ngành chăn nuôi nói chung. ADM chúng tôi luôn định hướng tới một ngành chăn nuôi bền vững, có trách nhiệm và mang lại sức khỏe cho người tiêu dùng. Tại ADM, ngoài việc cung cấp các sản phẩm chất lượng, còn có các dịch vụ hỗ trợ từ phòng lab Ocean. Điểm đặc biệt tại ADM đó là các dịch vụ hỗ trợ từ phòng lab Upscience. Các phòng thí nghiệm của ADM có kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực phân tích dinh dưỡng vật nuôi và được quốc tế công nhận về các công nhận theo tiêu chuẩn ISO 17025. Chúng tôi đề xuất một nhóm các giải pháp phân tích sẽ được sử dụng trong kế hoạch kiểm soát chất lượng.
Thứ nhất là phân tích dinh dưỡng như các chất dinh dưỡng đa lượng, vi lượng, vitamin, axit amin. Thứ hai là phân tích chất gây ô nhiễm như dư lượng kháng sinh, kim loại nặng, độc tố nấm mốc. Thứ ba là phân tích chất lượng sản xuất như tính, đồng nhất và tạp chất của máy trộn, hồ hóa tinh bột, kích thước hạt. Và cuối cùng là công cụ phân tích nhanh để đưa ra các quyết định về thức ăn và dinh dưỡng như dự đoán quang phổ phản xạ cận hồng ngoại, NIR, độc tố nấm mốc. Vâng, thưa quý vị, qua đoạn phóng sự vừa rồi thì chắc chắn là quý vị cũng đã thấy được những giá trị mà ADM đang mang đến cho bà con nông dân nói riêng cũng như là ngành chăn nuôi nói chung. Và với những cái giá trị vô cùng tích cực mà ADM đang mang đến như vậy thì không biết là trong tương lai chúng ta có những cái định hướng như thế nào đối với mảng premix và phụ gia chăn nuôi, thì câu hỏi này có thể được nhờ ông Eric chia sẻ với quý vị khán giả. We are one ADM team working across ADM chúng tôi làm việc nhóm trên một danh mục sản phẩm tích hợp theo chiều dọc độc đáo, cung cấp trải nghiệm và dịch vụ khách hàng ở mức độ vượt trội. Chúng tôi phối hợp làm việc cùng nhau để giải quyết ba thách thức chính mà khách hàng của chúng tôi gặp phải. Đầu tiên là về sức khỏe dinh dưỡng. Chúng tôi có chuyên môn dinh dưỡng tuyệt vời và một nền văn hóa thấm nhuần niềm đam mê dinh dưỡng đã tồn tại hơn 120 năm. Thứ hai là về tính bền vững. Chúng tôi có cách tiếp cận dẫn đầu ngành về tính bền vững, được củng cố bởi những am hiểu mới nhất về người tiêu dùng và xu hướng thị trường. Cuối cùng là về hiệu suất. Chúng tôi đang tiên phong về các sản phẩm và giải pháp thế hệ tiếp theo nhằm giải quyết những thách thức mới của thế kỷ 21. Rất là cảm ơn những chia sẻ hữu ích từ hai vị khách mời trong chương trình Talk Show ngày hôm nay. Và chúng ta có thể thấy rằng là với những cái ưu điểm nổi bật cũng như là những lợi ích mà chúng ta đã được nghe từ chia sẻ của hai vị khách mời, thì chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng vào hiệu quả của giải pháp dinh dưỡng trong chăn nuôi không dùng kháng sinh mà ADM đã và đang mang lại. Một lần nữa thì Ngọc Mai rất là cảm ơn ông Eric là giám đốc kinh doanh Premix và Phụ gia Việt Nam. Và Ngọc Mai cũng rất là cảm ơn Mr. Hảo là giám đốc kỹ thuật thương mại Premix và Phụ gia Việt Nam của công ty trách nhiệm hữu hạn Archer's Daniel Midland Việt Nam đã đến tham gia chương trình Talk Show ngày hôm nay và mang đến những chia sẻ rất là hữu ích dành cho quý vị khán giả. Và kính thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Tiêu dùng 24/7 cũng đã hết rồi. Và rất là cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng với chúng tôi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.